Right, nghĩa là mũi, itis nghĩa là viêm. Vì thế, rhinitis có nghĩa là viêm mũi. Viêm mũi dị ứng hay còn gọi là dị ứng hoa cỏ, vì tác nhân thường là cỏ khô cũng như phấn hoa, bụi bẩn, lông động vật hoặc bào tử nấm mốc. Vì tác nhân chính là cây cỏ đang thụ phấn nên viêm mũi dị ứng sẽ tăng đột biến vào một vài thời điểm nhất định trong năm. Viêm mũi dị ứng là phản ứng quá mẫn thuyết một. Loại dị ứng khởi phát khi tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng ngoài môi trường. Khi một ít hạt phấn bay vào mũi bạn, nó sẽ được nhận diện bởi tế bào gai. Tế bào gai là một loại tế bào miễn dịch có nhiệm vụ thâu tóm các phân tử lạ và trình diện chúng cho một loại tế bào bạch cầu lympho ở gần đó có tên là tế bào T. Tế bào T bị kích hoạt sẽ sản xuất cytokine, chất này báo hiệu cho các tế bào miễn dịch khác cùng tham gia vào phản ứng. Mỗi loại tế bào T sẽ quyết định cụ thể loại phản ứng miễn dịch xảy ra. Và trong trường hợp của viêm mũi dị ứng, có một sự mất cân bằng số lượng tế bào T. Vì có quá nhiều tế bào T dẫn đến tình trạng khi chúng bị kích hoạt sẽ kích thích một loại tế bào lympho khác, gọi là tế bào B, sản xuất kháng thể IgE. Các kháng thể IgE này được phóng thích vào máu và bám vào các dưỡng bào, là các tế bào miễn dịch nằm trong mô và chứa sẵn histamine trong tế bào. Một khi có kháng thể IgE gắn vào, các dưỡng bào được chuẩn bị sẵn sàng. Điều này có nghĩa là nếu lại có phân hòa lọt vào cơ thể, các dưỡng bào sẽ giải phóng các hạt và phóng thích histamine vào các mô xung quanh. Chất histamine sẽ làm giãn mạch máu và tăng tính thấm, tạo điều kiện cho nhiều chất dịch và tế bào miễn dịch được đưa tới vùng có dưỡng bào. Vị mắt và mũi là cổng vào của các nguồn nhiễm khuẩn, số lượng dưỡng bào ở những vị trí này đặc biệt nhiều để tăng cường bảo vệ. Như vậy, các dưỡng bào đã được chuẩn bị sẵn sàng để tiết histamine làm giãn màu mạch, tăng lượng dịch thoát mạch, tích tụ nhiều ở các mô vùng mặt. Một điều thú vị là có bằng chứng cho thấy việc tiếp xúc sớm với các tác nhân gây dị ứng lại có thể bảo vệ bạn khỏi tình trạng quá mẫn tiếp 1. Ví dụ là những đứa trẻ lớn lên ở nông trại và có thú nuôi từ bé sẽ có tỷ lệ mắc viêm mũi dị ứng thấp hơn Người ta cho rằng sự kết hợp giữa các yếu tố di truyền và yếu tố môi trường như trên sẽ góp phần quyết định nhóm tế bào T nào phổ biến nhất. Từ đó ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch của cơ thể nói chung. Triệu chứng của viêm mũi dị ứng liên quan đến sự thoát dịch từ mạch máu vào các mô vùng mặt. Điều đó gây ra triệu chứng nghẹt mũi, đỏ, ngứa và sưng nề mặt và hắt xì liên tục. Triệu chứng có thể bắt đầu chỉ vài phút sau khi tiếp xúc với các tác nhân dị ứng và có thể kéo dài liên tục nhiều tuần. Việc này gây ảnh hưởng đến khả năng tập trung, giấc ngủ cũng như công việc và học tập. Chẩn đoán viêm mũi dị ứng thường dựa trên hình ảnh của da. Và nếu có thể việc xác định được tác nhân gây dị ứng sẽ rất có ích để người bệnh có thể phòng tránh trong tương lai. Một cách để nhận biết tác nhân gây dị ứng là xét nghiệm lẫy da. Thực hiện bằng cách nhỏ trên da một vài giọt của chất gây dị ứng và sau đó châm xuyên qua giọt dị nguyên vào trong da với dụng cụ chuyên dụng để tìm phản ứng dị ứng, như sẩn mề đay, tức vùng da trở nên đỏ và ngứa. Xét nghiệm này có thể thử nhiều chất gây dị ứng cùng lúc, nhưng đôi khi xét nghiệm này có độ nhạy và độ đặc hiệu thấp. Nói cách khác, một người có thể không có phản ứng dị ứng khi xét nghiệm da, nhưng lại có phản ứng dị ứng khu trú ảnh hưởng đến ổ mũi và mắt. Chính là trường hợp có độ nhạy thấp độ đặc hiệu thấp là khi một người có phản ứng dị ứng khi xét nghiệm da ngay cả khi họ thường không bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với chất gây dị ứng đó trong cuộc sống thường ngày. Thông thường, cách tốt nhất để phòng tránh viêm mũi dị ứng đơn giản là tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng nếu có thể. Nếu có triệu chứng của viêm mũi dị ứng, có thể dùng thuốc kháng histamine để áp chế việc dưỡng bào giải phóng hạt. Việc xúc rửa mũi có thể làm sạch các xoang, làm giảm tình trạng nghẹt mũi khi bị viêm mũi dị ứng. Trong một vài trường hợp, ta có thể thay đổi phản ứng của hệ miễn dịch đối với một tác nhân gây dị ứng bằng cách tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng ở liều rất nhỏ và tăng dần dần cho đến liều đầy đủ. Cách này sẽ làm tăng khả năng chịu đựng với các tác nhân gây dị ứng bằng cách làm giảm xu hướng tiết IgE của hệ miễn dịch qua từng lần. Tóm lại, Phía mũi dị ứng là phản ứng quá mẫn tuyếp 1 dẫn đến viêm vùng mắt và mũi. Những tác nhân gây dị ứng trong không khí như phấn hoa, bụi, long động vật hoặc bào tử nấm sẽ kích thích các dưỡng bào phóng histamin. Tạo phản ứng viêm và tăng tiết dịch ở mắt và mũi, tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng là cách phòng ngừa tốt nhất. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng thuốc kháng histamine. Và trong những trường hợp nặng, hãy thử phương pháp giải mẫn cảm để thuyên giảm hoặc loại bỏ các triệu chứng dị ứng. Video thực hiện bởi WOMED.